chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện kinh doanh được phát sóng trên kênh HTV9 vào chiều thứ sáu hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Địa Quân phối hợp thực hiện. Ngay sau đây là một số nội dung nổi bật trong chương trình hôm nay. Việt Nam và Ba Lan đẩy mạnh nhu cầu xuất nhập khẩu giữa hai nước. 45% người lao động thích hình thức làm việc linh hoạt. Tại nhà máy sản xuất Vinamilk. Thưa quý vị, Ba Lan là một quốc gia nằm ở khu vực Trung Âu, có tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đứng hàng đầu châu Âu và đang có nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm từ Việt Nam. Đây được xem là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển thị trường xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh trong thời gian tới. Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ba Lan đạt gần 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 60% so với năm 2017. Theo đánh giá, Việt Nam và Ba Lan đều sản xuất và xuất khẩu lớn trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong khi đó, Việt Nam đang có nhu cầu nhập khẩu nhóm sản phẩm về gia súc, thức ăn gia súc và dược phẩm từ Ba Lan. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thế mạnh về các sản phẩm gạo, nông sản, dầu ăn, thực phẩm hữu cơ là những mặt hàng Ba Lan đang có nhu cầu nhập khẩu lớn. Tại buổi gặp gỡ mới đây, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITBC) và Cục Đầu tư và Thương mại Ba Lan cũng đã ký kết ghi nhớ hợp tác trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư giữa hai nước. Bên cạnh đó, thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam đang tăng trưởng trung bình 24% mỗi năm, được dự báo sẽ đạt 10 tỷ đô la Mỹ giá trị vào năm 2020. Phía doanh nghiệp Ba Lan kỳ vọng công nghệ số sẽ giúp khai thông thêm tiềm năng phát triển và hợp tác đôi bên trong các ngành như giáo dục, y tế, lưu trú. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, với sự phát triển của khoa học công nghệ, hiện nay cách thức làm việc của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như mô hình việc làm mà người lao động mong muốn theo đuổi cũng đang dần thay đổi. Đặc biệt, tại Việt Nam, theo một khảo sát mới đây, số lượng người lao động đang làm công việc theo hình thức tự do, linh hoạt đang chiếm phần lớn. Cụ thể, theo Tổng chỉ số lao động Total Workforce Index của Manpower Group, Việt Nam có đến 57% người lao động đang làm công việc không phải toàn thời gian, đặc biệt là các lao động trẻ. Dạ, thích công việc tự do hơn, tại vì em là một người thích tự do và thích là năng động cho cuộc sống, nên em không muốn bị gò bó hay ràng buộc bởi những cái môi trường hay công việc khác. Và công việc tự do thể giúp em học tập thêm nhiều cái, rồi hoặc có thể đi đây đó với gia đình và không bị hạn chế bởi thời gian làm việc ở công ty. Trong khi đó, cũng theo nghiên cứu, cách làm việc mà chúng tôi muốn do đơn vị này thực hiện dựa trên khảo sát gần 18.000 ứng viên từ 18 đến 65 tuổi tại 24 thị trường có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu. Kết quả cho thấy, gần một nửa, 45% số ứng viên thích làm những loại hình công việc không phải toàn thời gian. Trong số 45% ứng viên thích làm những công việc không phải toàn thời gian, có 16% chọn loại công việc bán thời gian, 13% chọn loại công việc theo hợp đồng, 7% theo dự án, chỉ có 3% chọn làm việc trên các nền tảng trực tuyến, 6% còn lại chọn các hình thức làm việc khác. Theo khảo sát này, tỷ lệ lao động 45% không hứng thú với việc làm toàn thời gian có thể khác nhau ở từng quốc gia, nhưng đều có điểm chung là mong muốn có sự linh hoạt, cuộc sống cân bằng và tự chủ. Theo nghiên cứu cách làm việc mà chúng tôi muốn của Manpower Group năm 2018 có 4 yếu tố chính tác động đến sự lựa chọn công việc không toàn thời gian của ứng viên, bao gồm sự tự chủ, thời gian dành cho gia đình, thời gian cho công việc kinh doanh riêng và mức thu nhập cơ bản ổn định. Đặc biệt là cái sự sẵn sàng đón nhận rủi ro và để được tự chủ là điều và các ứng viên bây giờ đặc biệt là chú trọng. Khi được hỏi là vì sao quan tâm đến mô hình làm việc không toàn thời gian thì hơn 1/3 ứng viên lựa chọn loại hình công việc linh hoạt này cho rằng là mục tiêu khởi nghiệp kinh doanh riêng á, là lý do mà họ chọn cái mô hình này. Các doanh nghiệp Việt Nam cần có sự điều chỉnh mô hình làm việc đa dạng hơn. Việc áp dụng nhiều loại mô hình làm việc sẽ giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài, giải quyết được bài toán thiếu hụt nhân lực và phát triển được đội ngũ nhân tài đa dạng cho tổ chức. Thưa quý vị, cùng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, ngành công nghệ thông tin vẫn đang thu hút lượng lớn các bạn trẻ đang muốn gia nhập vào trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo đánh giá của Navigos, nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam được cho là còn thiếu và chưa đạt yêu cầu.
Theo báo cáo năm 2018 của Navigos Group, Việt Nam có 955.000 lao động làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây được coi là lĩnh vực đang bùng nổ khi nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin 3 năm vừa qua tăng trung bình khoảng 47% một năm. Tuy nhiên, số lượng nhân sự cung ứng cho ngành nghề này chỉ mức tăng trung bình là 8% một năm và không thuộc top 10 các ngành có nguồn cung tăng trưởng nhất tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều phản ánh từ khách hàng là các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng rằng các ứng viên trong ngành này đang thiếu đi sự sáng tạo trong công việc. Theo đánh giá, nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam còn yếu ở kỹ năng mềm, tư duy kinh doanh, khả năng nắm bắt môi trường xung quanh. Cụ thể, nhân lực công nghệ còn thiếu kỹ năng quản lý nhóm 10, 15 đến hàng trăm người. Ở các vị trí cấp cao như là quản lý CTO, rất ít người có khả năng lãnh đạo và tầm nhìn còn rất hạn chế. Các bạn trẻ ngành công nghệ thông tin của Việt Nam, đặc biệt là đối với chúng tôi khi mà chúng tôi tuyển dụng những cái vị trí tương đối là có nhiều năm kinh nghiệm, những vị trí chuyên viên hay là những vị trí cấp quản lý ở trong ngành, thì nếu như đó là những bạn mà không phải là những người mà chúng tôi săn được từ nguồn đi du học ở nước ngoài về, hoặc là đã có cái kinh nghiệm làm việc ở các doanh nghiệp ở nước ngoài á, thì rõ ràng là cái phản hồi của phía các nhà tuyển dụng về cái độ thiếu sự sáng tạo cũng như là thiếu tính linh hoạt của ứng viên luôn luôn là yếu tố mà chúng tôi cảm thấy là băn khoăn nhiều nhất. Hiện nay, nhiều bạn trẻ trong ngành công nghệ thông tin còn làm việc rập khuôn, máy móc, không có sự cầu tiến trong công việc. Để thay đổi nhận thức cho nguồn nhân lực này, cần nhiều hơn vai trò của nền giáo dục trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng nhân sự, các doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin cần phải tăng sự tham gia vào đào tạo ở các khâu để tận dụng nguồn lực xã hội. Trong đó, doanh nghiệp cần dự báo nhu cầu, yêu cầu chất lượng, đặt hàng và xây dựng chuẩn đầu ra. Các doanh nghiệp cũng cần phải có mạng lưới liên kết với các trường đại học để có những chương trình trao đổi tạo điều kiện cho các bạn sinh viên nắm bắt được những yêu cầu về công việc trước khi ra trường. Thưa quý vị, luôn tận tâm với nghề đóng giày, anh thanh niên miền Tây Lê Huy Tiến đã không ngừng học hỏi những kinh nghiệm, kỹ thuật mới nhất về đóng giày thủ công từ các nước trên thế giới. Anh đã tự mình tạo ra một thương hiệu giày thủ công để có thể thỏa sức sáng tạo và niềm đam mê giày của mình. Hành trình khởi nghiệp của anh Lê Huy Tiến sẽ được chuyên mục Khởi nghiệp gửi đến quý vị ngay sau đây. Năm 1994, anh thanh niên miền Tây Lê Huy Tiến đã bắt đầu với công việc đóng giày thủ công tại một xưởng giày nhỏ ở Hóc Môn. Thời điểm đó, anh Tiến cùng với ba người thợ còn trẻ, tay nghề chưa cao nên đơn hàng nhận được rất ít. Nhưng với ý chí, quyết tâm đẩy mạnh việc kinh doanh, anh Tiến đã không ngừng học thêm chuyên sâu về đóng giày để có thể cung cấp những đơn hàng quy mô lớn cho các đối tác nước ngoài như Ý và Nhật. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, anh Tiến đã nung nấu ý muốn tạo ra một thương hiệu giày da thủ công cho người Việt. Tiến rất là đam mê giày, nên trong lúc mình gia công cho khách nước ngoài á, mình muốn làm một thương hiệu riêng để làm cho nó đỡ cái rủi ro là khách nước ngoài mình nó có đơn hàng ít á, mình còn có cái thương hiệu riêng để làm. Chứ làm thương hiệu riêng thì mình nghiên cứu được nhiều cái mẫu mã mới, mình thỏa sức mình phát triển rồi mình thiết kế thêm cho mình. Làm cho Nhật Ý thì rất là tốt. Tại những nước tiên tiến là sở hữu những cái công nghệ rất là cao, khi làm cho họ họ chỉ mình hết, chỉ rất là nhiệt tình, dù có những kinh nghiệm nào mà mình không biết khó khăn đều người ta chỉ hết, mình học được rất là nhiều từ họ. Những năm đầu khi còn gia công giày, đối tác đòi hỏi rất cao về nguyên liệu cũng như kỹ thuật, đơn hàng có thể bị trả về chỉ với một lỗi kỹ thuật rất nhỏ. Còn khi khởi nghiệp, anh Tiến lại phải đối mặt với bài toán khác, đó là cân đối giữa số đơn hàng và năng lực sản xuất. Nhưng cho dù là khó khăn gì thì anh Tiến vẫn kiên trì tìm ra hướng đi phù hợp nhất cho mình, vừa đảm bảo được việc làm cho nhân công, vừa phát triển được thương hiệu giày thủ công của mình. Mình phải đi tìm những đơn hàng của Việt Nam, rồi mình đi lãnh những gia công hàng nước ngoài, mình làm song song để nó mới có đủ đơn hàng, đủ công việc cho thợ nó làm. Nếu mình kết hợp được hai phương án, vừa làm thương hiệu vừa gia công thì tình hình nó đỡ hơn, là đơn hàng nó đều hơn, là công nhân nó không có bị gánh việc nữa, giờ đơn hàng rất là đều nên là lúc nào cũng có việc hết. Nhờ những kinh nghiệm làm việc từ các đối tác nước ngoài, anh Tiến hiểu rằng phải đặt uy tín trong kinh doanh lên hàng đầu. Chính vì vậy, thương hiệu giày thủ công Sinex luôn hướng đến chất lượng để đem đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng.
lấy chất lượng làm đầu và uy tín, tại vì hai cái đó phải cùng đi đôi nó mới thành công được. Bên ngành dài của mình thì nó cũng rất là khó khăn, cho nên là mình công đoạn thủ công rất nhiều, cho nên đầu tiên là mình phải chú trọng vào công tác đào tạo, mình truyền hết những cái gì mình biết cho công nhân mình, tại vì khi mà công nhân nó biết hết thì nó mới làm tốt được cho mình. Thì tại mình cũng muốn chia sẻ cái nghề cho nhiều người biết để người ta làm tốt hơn, rồi khi giỏi lên mình mới quản lý mới làm những sản phẩm tốt được. Mình cũng trang bị máy móc hiện đại, rồi mình tạo môi trường làm việc mát mẻ cho công nhân nó làm việc. Mới thì ở đây tôi cũng cùng với anh Tiến coi xưởng đó, nhỏ thì có những cái khó khăn nhỏ, ví dụ như mình mới thì mình không có đơn hàng này kia, còn lớn thì đầu đông người lên thì cũng có cái sự phức tạp hơn, thì cái sự quản lý cũng phải thay đổi theo cho nó phù hợp theo cái điều kiện mới á. Nói chung á, dẫn trên quan điểm á, là xét cái công nhân và đồng để tìm hiểu cái khó khăn của công nhân để mà tháo gỡ rồi hướng dẫn. Ở thời điểm hiện tại, giày Sinex trên thị trường Việt Nam còn khá mới mẻ, chưa nhiều người biết đến. Chính vì vậy, anh Tiến luôn không ngừng phát triển hệ thống phân phối để đưa sản phẩm giày thủ công đến gần người Việt Nam hơn. Tới mình tính mở rộng cái nhiều cửa hàng ở thị trường Việt Nam, rồi hướng ra thị trường nước ngoài như là Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, rồi mình cũng định hướng nha cho sản phẩm mình để cho thế giới biết nhiều hơn, là bán qua Ý, qua bên Mỹ, và mình cũng muốn làm một cái thương hiệu Sinex, giống như nó tượng trưng tay nghề mà của người Việt Nam mà khéo léo làm cho đôi giày nó tốt hơn để cho thế giới biết. Kiểm soát chất lượng chặt chẽ ngay từ những đường kim, mũi chỉ nhỏ nhất, đó là mục tiêu sống còn mà anh Tiến đặt ra cho thương hiệu mà mình đang gây dựng. Chúng tôi hy vọng với ước mơ, hoài bão đó của anh Tiến, trong tương lai không xa, Việt Nam có thể tạo ra những sản phẩm thủ công đòi hỏi tiêu chuẩn cao không kém gì tiêu chuẩn của châu Âu và Nhật Bản. Chắc hẳn quý vị đã từng đặt câu hỏi về việc sữa bò tươi được sản xuất như thế nào trước khi cập bến ra thị trường, đúng không ạ? Và trong chuyên mục khám phá doanh nghiệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cơ hội được tham quan dây chuyền sản xuất sữa với những thiết bị hiện đại và công nghệ tiên tiến của Vinamilk. Từ những năm 2006-2007, Vinamilk đã tiên phong trong chương trình sữa học đường tại nhiều tỉnh thành như Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Tây Ninh, Bến Tre và đầu năm 2019 là Hà Nội. Trong chuyến hành trình 48 giờ, một sở thị quy trình sản xuất sữa học đường Vinamilk, các bậc phụ huynh và học sinh sẽ được chứng kiến và trải nghiệm cả quá trình sản xuất ra dòng sữa bổ dưỡng cho trẻ em Việt Nam, từ đông trại xanh đến siêu nhà máy thông minh. Đầu tiên sẽ là những trải nghiệm thú vị tại resort bò sữa ở Tây Ninh. Đây được xem là trang trại nằm trong hệ thống trang trại chuẩn Global Gap lớn nhất châu Á của Vinamilk và được tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 một cách toàn diện trong quản lý trang trại và chăn nuôi bò sữa. Toàn trang trại được phủ một màu xanh non bạc ngàn của hơn 500 hectare đồng cỏ và bắp. Cánh đồng cỏ được trồng theo phương pháp hữu cơ là nguồn thức ăn sạch và bổ dưỡng cho bò. Hệ thống chuồng nuôi quy mô lớn và trang bị những công nghệ chăn nuôi hiện đại đảm bảo đàn bò sức khỏe tốt, năng suất cao và chất lượng sữa đạt tiêu chuẩn. Đây là lúc các bạn nhỏ có dịp được chơi đùa giữa đồng cỏ bao la và tìm hiểu về cuộc sống của những cô bò. Hơn 8.000 cô bò sữa ở đây được tận hưởng môi trường sống thoải mái như tại một khu resort đặt giữa thiên nhiên trong lành.
Không chỉ có một nơi ở tuyệt vời, các cô bò ở đây còn có một cuộc sống hạnh phúc khi được nghe nhạc giao hưởng, ngủ trên nệm êm, được làm móng và được gắn chip theo dõi sức khỏe để cho ra những chú bê con đáng yêu và những dòng sữa ngọt lành. Hiện nay, sản lượng sữa nguyên liệu của trang trại bò sữa Tây Ninh đã đạt hơn 100.000 lít sữa một ngày, tương đương gần 40 triệu lít sữa một năm. Các bạn nhỏ đặc biệt hứng thú khi được theo dõi quy trình phát sữa và xử lý dòng sữa tươi theo tiêu chuẩn đặc biệt của Vinamilk. Trước giờ cô uống sữa là con biết làm từ con bò nhưng không biết cái quy trình sản xuất nó như thế nào. Khi con tham quan quá trình sản xuất sữa của sữa Vinamilk thì con thấy được những con bò vắt sữa, là con đã biết được những hộp sữa làm từ đâu. Tất cả các cái đầu vào thức ăn đều được tuyển chọn về những cái chất lượng đảm bảo tốt nhất và quy trình chăm sóc đồng cỏ cũng như là thức ăn thô xanh và các cái loại thức ăn hỗn hợp cung cấp vitamin. Và đàn bò được cân đối dinh dưỡng bởi chuyên gia Ysen. Hàng ngày thì bò đều được tắm mát, vệ sinh sạch sẽ và được vào vắt sữa đảm bảo theo quy trình ISO 001-2015 và kiểm soát chặt chẽ. Toàn bộ là dòng sữa được vắt ra thì được chạy theo những đường ống inox khép kín và vào bảo quản trong tanh lạnh ở nhiệt độ 4-2°C. Theo hành trình 48 giờ một sở thị quy trình sản xuất sữa học đường Vinamilk, đoàn tham quan đến với siêu nhà máy sữa nước Vinamilk tại Bình Dương. Đây là lúc các thầy cô, phụ huynh và các bạn nhỏ được tiếp cận với quy trình sản xuất sữa siêu hiện đại. Tại siêu nhà máy sữa nước Vinamilk, mỗi ngày có hàng chục xe bồn lạnh chuyên chở sữa tươi nguyên liệu tới cung ứng cho nhà máy. Trạm tiếp nhận sữa tươi nguyên liệu ở đây có khả năng tiếp nhận 40 tấn sữa tươi mỗi giờ. Sữa tươi khi chảy qua thiết bị đo lường, lọc tự động, đạt tiêu chuẩn sẽ nhập vào hệ thống 3 bồn lạnh. Mỗi bồn có dung tích 130 mét khối. Công nghệ sản xuất ly tâm tách khuẩn hiện đại giúp loại bỏ 99,9% vi khuẩn trong sữa tươi nguyên liệu. Công nghệ UHT tiệt trùng ở nhiệt độ cao 140 độ C trong khoảng thời gian cực ngắn 4 giây ở giai đoạn sau đó giúp tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn có hại còn lại trong sữa, giúp đảm bảo chất lượng sữa mà không cần sử dụng chất bảo quản. Đi tham quan thì nó sẽ giúp cho tôi rất là nhiều trong cái khâu mà tuyên truyền và vận động và phụ huynh, bởi vì mình hiểu rõ hơn về cái khâu sản xuất cũng như là về cái chất lượng sữa thì mình sẽ có cái phân tích nó kỹ hơn để phụ huynh họ hiểu rõ hơn và từ đó sẽ giúp phụ huynh có cái nhận thức để họ sẽ giúp cho con họ là sẽ uống sữa hàng ngày và đảm bảo cho sự phát triển của em. Cái cách của trường mình thì vận động và phân tích cho phụ huynh hiểu là mặc dù là ở bên ngoài cũng có nhưng mà về cái chất lượng sản xuất ở trong học đường á, là người ta đã theo cái đối tượng của học sinh và sản xuất theo cái lượng sữa nó phù hợp với lứa tuổi của các em để đảm bảo cho sự phát triển của các em. Tại nhà máy siêu sữa nước Vinamilk, tất cả đều được vận hành bằng công nghệ tự động hóa Tetra Plant Master. Đây là công nghệ cho phép kết nối và tích hợp toàn bộ nhà máy từ nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm. Nhờ đó, mỗi khâu trong quá trình sản xuất được giám sát, mọi thông số đều được theo dõi, đảm bảo khả năng truy xuất tức thì đối với bất kỳ sản phẩm nào. Chính những công nghệ này giúp hạn chế tối đa tương tác của con người, đảm bảo sữa thành phẩm luôn vệ sinh, sạch sẽ tuyệt đối. Điều thu hút cả người lớn và các em nhỏ là những chú robot thông minh đang thay thế con người làm việc tại nhà máy. Tại nhà máy còn có một đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm có trình độ cao, được trang bị các thiết bị và phương pháp kiểm tra tiên tiến, hiện đại để có thể kiểm tra tất cả các công đoạn của quá trình chế biến một cách chặt chẽ đến khi ra thành phẩm sữa học đường Vinamilk. Sữa học đường là một dòng sản phẩm cao cấp trong các dòng sản phẩm cao cấp khác của Vinamilk thì cũng thiết bị đấy, nhưng mà công nghệ thì là về mặt công thức chúng ta khác nè. Cái thứ hai, nguồn nguyên liệu chúng ta cũng tuyển chọn đặc biệt hơn. Cái thứ ba, khi trong quá trình sản xuất là kiểm tra kiểm soát thì gần như là cái gì cũng phải làm hai lần cho nó chắc. Và đặc biệt cái khâu kiểm soát sản phẩm cuối cùng của chúng tôi là có dùng một cái thiết bị không phá hủy và kiểm tra 100% tất cả các sản phẩm đi đến tay người tiêu dùng. Trong khi thương mại bình thường thì chúng tôi chỉ kiểm tra theo quy định về xác suất thôi. Hơn 10 năm qua, những nỗ lực của Vinamilk trong việc mang nguồn sữa đảm bảo dưỡng chất đến với trẻ em tại các trường học trên cả nước. Ngoài nguồn sữa đảm bảo chất lượng, sữa học đường còn được bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất.
vi chất này nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ mẫu giáo và tiểu học. Chuyến tham quan không chỉ là một trải nghiệm thú vị của các bé, mà với thầy cô, bố mẹ, đây là dịp để họ hiểu biết và tăng thêm sự tự tin khi tham gia vào chương trình sữa học đường, tự tin chung tay cùng nhau triển khai, ủng hộ mở rộng chương trình để nhiều trẻ em hơn được uống nguồn sữa học đường bổ dưỡng an toàn. Vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Quý vị hãy đón xem chương trình Câu chuyện kinh doanh vào lúc 15:20 chiều thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.